lĩnh 11 năm tù vì chém nhân tình thập tử nhất sinh. Nghi ngờ nhân tình có quan hệ với người đàn ông khác nên giữa Huyên và người phụ nữ này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc, Huyên cầm dao chém nhân tình bất tỉnh. Ngày 28 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Huyên, sinh năm 1955, ở Đông Anh, Hà Nội, mức án 11 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Huyên vốn đã có vợ và ba người con. Tháng 10 năm 2008, bị cáo có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1977. Dù chưa ly hôn, nhưng bị cáo Huyên đã chung sống như vợ chồng với bà Tê tại nhà riêng của bà này ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hai người có con chung là cháu Đỗ V. A, sinh năm 2010. Khoảng đầu năm 2022, Huyên nghi ngờ bà Tê có quan hệ với người khác nên thường xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Thịnh không muốn cho Huyên sống cùng nhà nữa. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2022, Huyên cầm con dao đi vào phòng ngủ của bà Tê rồi chém nhiều nhát vào vùng tay, đùi của tình nhân, bà Tê. Rằng được dao từ tay bị cáo ném xuống sàn rồi bỏ chạy qua phòng ngủ của Huyên để chạy ra ngoài sân. Lúc này, Huyên lấy một con dao khác để trên bàn trong phòng ngủ của mình đuổi theo nạn nhân. Khi bà Tê mở được cửa chạy ra giữa sân thì bị ngã và kêu cứu. Đúng lúc này, Huyên chạy đến dùng dao chém liên tiếp hai nhát trúng vào vùng đầu, gáy, làm bà Tê bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu với thương tích vùng đùi, mặt, cổ, vỡ mỏm châm trúng xương sọ. Hậu quả tổn hại 47% sức khỏe. Về phần mình, sau khi truy sát bà Tê, bị cáo Huyên uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Huyên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Đối với việc bị cáo Huyên đang có vợ là bà Nguyễn Thị Mờ, sinh năm 1956, chưa ly hôn mà sống chung như vợ chồng với bà Thịnh, đã vi phạm nghị định 82/ND/CP. Ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình về hành vi đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội ra quyết định xử phạt đối với Huyên. Trong khi đó, bà Tê khai, khi sống chung với ông Huyên, ông không nói và bà cũng không biết việc bị cáo đã có vợ và chưa ly hôn. Do vậy, cơ quan chức năng không đề cập xử lý. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà Tê đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.